Hello, đi họ xin chào cả nhà, thứ ba vui vẻ nha. Ok, hồi nãy giờ đi plaza rồi tự nhiên có cục đá lấp lánh, bây giờ mình sẽ phải đập nhanh nha. Mong nãy giờ một cái viên ngọc hoặc là cái kim cương. Wow. Nó nghe được hồng ngọc thiệt đau mọi người ơi. Thôi nếu như cha mới vô về mà được cái viên hồng ngọc rồi, bây giờ mình sẽ đập nhanh cái cục đá này xem có còn có những kim cương nào không nha. Ok. Ôi, có người lại, phải đập nhanh thiệt nhanh thôi mọi người ơi. Nó túm lại là cái cục đá to trọt, tổ bà cá này chỉ có một viên hồng ngọc thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ khác nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái xe và đến cái chỗ chế đồ ăn cho cá nè, cho mèo chứ lộn. He, ước cuộc cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi trao đổi với con mèo này để lấy mấy cái xu mèo để đổi hộp nha. Mở hộp cho mọi người xem nha. Tạm thời xu mèo hiện tại là 216. Bây giờ trước mắt mình phải làm cái nhiệm vụ tìm người chơi trốn quá cao và thông báo về quy định. Chơi trốn quá cao thì chỉ có hai chỗ thôi đó. Đó là chỗ khinh giết cậu cái trên cái chỗ trên nóc của Life Friend nè mọi người. Á, con mèo này nè, nó đây nè. Mọi người nhớ kể cái chỗ trốn này nha. Thật ra là nó có rất là nhiều cái chỗ trốn cho nên mấy lần trước tiếng khiến mà không ra thì mọi người để ý nha. Có chỗ trốn trên cao là cái chỗ này đó nè. Bây giờ thì mình còn lại cái nhiệm vụ cuối cùng này nữa nha. Là xong rồi. Giờ vô khu cắm trại để mà tìm ẩn miêu nha. Ôi sorry mọi người, mình thấy mấy cục đá này mình ngứa tay quá, mình sẽ đặt. Mong là nó sẽ có đẹp cái kim cương hoặc là cái hộp ngọc nào đó cũng được. Bây giờ mình sẽ tua nhà cái hút này nha. Rồi xong, không cấp, chẳng có gì cả. Bây giờ mình sẽ tìm ẩn miêu nè. Cô ẩn kéo nhanh nhanh nha. Ok, thế này đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ ra plaza nha. Mình sẽ đến nhà mẹ cho đến nhà. Hết là có đá nè, đợi xíu đặt mấy cục đá lên tiếp nha. Ôi trời, chẳng có gì cả. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ cuối cùng trước nha mọi người. Đây, nhiệm vụ cuối cùng đây. He, thế là đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái nhà nào đó thật là sáng sủa để mở hộp. Nãy giờ trong bóng tối thôi mà nhức cái mắt luôn á. Nhà kiếm cái nhà nào đây ta? Nhà nào cũng sao cũng tối chưa nhỉ? Nhà tối á thì lại đẹp, nhưng mà nhà sáng thì không có miếng nào hết trơn. Kiếm là nhà nào đây ta? Trời ơi, tôi không biết kiếm nhà nào hết trơn á. Nhà nào đây? Nhà nào mình chưa vô ta? Sao cái nhà nào mình cũng thấy quen chưa nè. Thôi mình vô cái nhà của Mi Yowet gì nè. Mi Yowet. Ủa, mình vừa mới nói là mình phải kiếm cái nhà sáng sủa. Bây giờ thấy ngôi nhà này nó cũng tối om mà. Kệ đi, bây giờ mình sẽ tham quan trước nha. Cũng là ngôi nhà mua bằng vàng nè. Ui, xe kệ đẹp ơi. Xe hồng luôn. Giàu nha. Chủ nhà này giàu nha mọi người. Gì? The world's yours. Oh. Yeah. Đèn luôn. Thế bây giờ mình sẽ lên phía trên nha. Nói cái khinh khí cầu. Không có cái khinh khí cầu nào luôn quá trời. Cái khinh cái cầu mà lấp lánh đó, mình mở không có ra được cái nào luôn. Ô trời ơi, mình thon dữ rồi. Giờ mình sẽ nhảy lên đây nha. Trời ơi, sao mình ghép mấy cục trúc ếch nè quá vậy ta. Rồi tôi gấp vào một rồi mọi người ơi. Bây giờ tôi sẽ gấp quá tem ba lần nha. Không lên được thì thôi, làm biến lên luôn.
Ôi trời. Ơ, lần thứ hai. Còn lần cuối cùng không được, nó nghĩ cho nghĩ lèo á nha. Thì bữa nào đợi couple vô rồi em chị em là em leo giỏi lắm mọi người. Tôi chơi mấy cái này tôi chơi gà lắm, chị em là chị giỏi lắm. Trời ơi, thôi tôi đứng đây luôn đi. Thôi, nẻ luôn đi. Ờ, à, ba lần rồi, thôi bực mình quá à. Ôi, bơi xuống luôn, kiếm cái chỗ nào mở hộp đây. Tức cái mình gì đâu quá. À, mình kiếm được chỗ rồi nè. Đứng đây đi. Đứng đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại nha. Rồi, ok, bây giờ ở đây là tiết mục chính của ngày hôm nay nè. Mình sẽ mở cái hộp. Những cái hộp referee hôm nay được 7 viên kim cương nè mọi người. Rồi 500 tiền sao. Ui 5 viên. Trời ơi có 12 viên kim cương hôm nay vậy. Hả? Hôm nay hơi là bị thất thu nữa rồi. Không được nhiều kim cương lắm. Có mới 46 kim cương à. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp bộ tép phép nghe chiếc xe nè. Hôm nay phải có chiếc xe rồi đó. Trời má ơi tủ kéo. Rồi còn hai món mọi người ơi, nhả phí cho mình đi. Rồi luôn hết rồi, tủ đường đồ. Rồi luôn. Cái đậm nè, cái đậm đi. Ôi trời, linh như Mỹ quá vậy. Đậm ngủ thủy, nhện ma thuật. Em có biết là chị đã đợi em biết bao lâu không? Ôi mày gói, bây giờ mình chỉ còn cái món cuốc mèo đó thôi đó. Ngày mai là mình mong là sẽ được cái cuốc mèo. Bây giờ mình sẽ mở đi nha. Nghe gì đây, nghe gì đây. Wow. Xin chắc. Cánh hộ vệ. Ý, cánh hộ vệ. Cánh hộ vệ với pháp trượng. Ơ, coi thông tin xác suất coi. 1%. Ý, gì cứ nghĩa là cánh hộ vệ cũng hiếm nghe lắm nè. Ôi trời ơi, sao mấy em mình hết vậy. Ý, ngon rồi nha. Dịu nha, chịu chịu nha. Trời ơi, sao bữa nay mới là tôi cũng thấy tôi hôn. Năm viên kim cương nè. Nãy nó 12 viên, 5 viên, 17 viên. Ok, bây giờ 298 mình mở. Mình mở lẻ luôn. Chơi lẻ không mọi người. Hôm qua mở lẻ nó cũng hên được món mới á. Mình không biết bữa nay có được món mới không. Món mới đây. Ôi trời, mừng hộp. Lại dấu méo. Trời ơi, tôi cần món mới. Món gì đây. Nữa má ơi, lại dấu mèo nữa. Chích bà tôi rồi. Trời ơi, nghe món mới. Ôi, món mới nè, món mới nè. Bạn đôi dấu khiêm. Trời ơi, duyệt. Ngon hết sảy luôn. Trời ơi, tôi còn thiếu mỗi cái thùng. Nghe luôn cái thùng đây, thùng nào cũng được hết. Wow. Hộp dấu khiêm nhà mèo. Wow. Ê, bữa nay cái miệng tôi nó dính gì vậy tao, nó nói gì, có cái đó gì. Để coi bộ đồ tôi còn thiếu gì. Thiếu cái mặt mèo với cái băng đô hộp cá người nè mọi người. Còn thiếu hai cái thùng. Cái thùng màu cam với thùng màu xanh dương nha. Trời ơi, ngon bái cháy bữa nay. Ngày gì vậy ta. Ok, bây giờ mình sẽ vô trang trí. Mình sẽ oh my god, băng đô vô kem. Cái đậm đó, cái chấm. Trời ơi, thật là happy, hạnh phúc. Và hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất của mình đó. Không uống cầm mấy ngày bữa rồi. Tôi tích cực thôi mọi người. Tích cực cái gì không? Tích cực đi. Đi xin nhé mấy. Ở những cái dưới comment phía dưới của mình á. Xin nhé khắp nơi luôn. Hôm nay mở ra thật là con lành bá cháy bộ chết. Bây giờ mình sẽ mặc mặc lại full cái bộ đồ phù thủy đi nha. Ha ha ha. Ok, xin nhé cái bà gì đó. Cái bà gì tên Candy á. Bây giờ có được rồi nè. Trời ơi, quá đã. Bây giờ mình sẽ ra ngoài plaza nha. Để thử cái thùng nè. Là thức hùng đầu tiên tôi có luôn mọi người. Từ bữa rồi mà sự kiện mới nè. Bây giờ mới có chiếc thùng. Ờ, chiếc thùng. Tốc độ 4 lên tốc 6. Độ gia tốc 2.0 một chỗ. Ok, bây giờ sẽ thử nha. Đâu rồi, đâu rồi. À đây. Tinh 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 tan tan tan. Cuộc đời mình như chiếc thuyền nam. Trời, cứ chơi lầm bầm lầm. Hay đâu được, quên quên. Tiếp tiếp nè. Nè mọi người ơi, tôi có cái thùng nè. Tôi có cái thùng nè. Vui quá, xa là vui. Bà còn cô bé ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok, clip video của mình đã kết thúc rồi. Hẹn mọi người ở clip xa, bye bye.